lý nữa nha. Giờ luôn đi mai. Giờ luôn đi mai. Luôn có năng lượng bùng cháy. Get the body đến face. Bước qua casting rất quậy. Thí sinh vào đây là gặp ngay Phú. Quỳnh Mai, Quỳnh Châu, Quỳnh Hoa và Thủy Tiên. Lớp xem Phương Giang sau này Diệp Sĩ Tiến. Lúc kết mình như Hoàng Thị chia sẻ nghỉ mãi QVN 2023 chiến. Nhưng mà mọi người ơi, đang ở Miss Fan Quỳnh Châu. Khi mà không chọn thí sinh của mình vô cái đêm bán kết đó thì Mai Ngô nói ý đó là làm sao? Mọi người cho Mai đợi Mai 1 phút 2 phút thôi, Mai chắc thí sinh Mai. Luôn tới năng lượng bùng cháy, get the body đến face, bước qua casting rất quậy, thí sinh vào đây là gặp ngay Quỳnh Mai, Quỳnh Châu, Quỳnh Hoa và Thủy Tiên. Lớp xem Hương Giang trong này Diệp Sĩ Tiến. Lúc kết mình như Hoàng Thị trên sàn nhỉ mãi QVN 2023 chiến. Cảm ơn mẹ. Lên bia. Rồi, cảm ơn mọi người đã thích cái bài đáp đó. Anh ơi. Dạ vâng. Giọng rap của mình thì hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ chinh chiến cái thị trường rap Việt. Vậy thì có biết là Mai hơi rap liền một câu rồi đó. Ăn hơi nhiều tại vì em nặng ký. My body, my choice, cause I'm free. Can't em xin cứ gọi là hợp lý.